Từ ghép, nếu hiểu nôm na, đấy là từ được ghép. Nó được ghép cái gì? Nó được ghép bằng hai hay nhiều tiếng, nhưng cũng phải tạo nên nghĩa chung. Vậy, từ ghép là từ được tạo bằng cách ghép hai hay nhiều tiếng để tạo nên nghĩa chung. Ví dụ này, trong sáng, hạnh phúc, yêu thương. Nó được ghép bởi từ trong, từ sáng, tạo nên một nghĩa chung. Từ hạnh, từ phúc, tạo nên một nghĩa chung. Từ yêu, từ thương, tạo nên một nghĩa chung. Khi ghép lại như vậy, ta gọi chung là từ ghép. Từ ghép cũng có thể có các số lượng tiếng khác nhau giống từ phức. Từ ghép 2 tiếng, từ ghép 3 tiếng. Ví dụ, hợp tác xã hay lò vi sóng. Ghép lại cả 3 tiếng này, hợp tác xã mới tạo nên một nghĩa chung thôi. Đây là nơi các xã viên cùng làm việc. Hoặc lò vi sóng kết lại với nhau, đây là một dụng cụ điện tử sử dụng trong gia đình. Một số ít có 4 tiếng, ví dụ xã hội chủ nghĩa. Phần này là phần cố định và chỉ ít thôi, các con chỉ cần nhớ máy móc như vậy. Vậy từ ghép được phân loại như thế nào? Chúng mình cùng sang tiếp phần thứ hai. Nói đến từ ghép, ta sẽ chia thành hai phần. Bao hàm nghĩa chung, ta gọi là từ ghép tổng hợp. Và phân biệt từng loại, ta gọi là từ ghép phân loại. Cụ thể như thế nào? Mời các con cùng theo dõi nhé!